Ốm nghén luôn là nỗi lo sợ ám ảnh của chị em phụ nữ khi mang thai. Giai đoạn ốm nghén trong những tháng đầu tiên khiến không ít các mẹ cảm thấy mệt mỏi. Để giúp các mẹ hết nghén đồng thời đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và con, hãy cùng tìm hiểu 8 mẹo giúp mẹ bầu giảm ốm nghén sau đây nhé. 1. Chia nhỏ bữa ăn và ăn làm nhiều bữa hơn. Để bụng đói có thể khiến cho tình trạng buồn nôn tồi tệ hơn, thay vì ăn 3 bữa chính trong ngày, mẹ nên thử chia ra làm nhiều bữa ăn nhỏ. Để giảm ốm nghén, bớt buồn nôn vào buổi sáng, hãy thử đặt một chút bánh quy, bánh mì khô hoặc hạt ngũ cốc cạnh giường để bạn có thể ăn một lượng nhỏ ngay khi thức dậy. 2. Uống nước điều độ, đảm bảo lượng nước. Trong suốt thời gian mang thai, tuyến nước bọt ở khoang miệng của thai phụ hoạt động nhiều hơn bình thường, nước bọt tiết ra nhiều khiến cho mẹ bầu có cảm giác buồn nôn. Do đó, việc bổ sung uống nhiều nước hơn là một cách giúp giảm ốm nghén cho mẹ bầu. Theo các chuyên gia thì mẹ bầu cần bổ sung khoảng 2 lít một ngày cho cơ thể. Thời gian uống nên khoảng 30 phút trước hoặc sau khi ăn, không nên uống trong khi ăn. 3. Bỏ qua một số loại thực phẩm. Cố gắng tránh xa các thực phẩm béo và dầu mỡ, thực phẩm rất ngọt, thực phẩm cay và thực phẩm tạo khí. Đã có các báo cáo nghiên cứu cho thấy rằng khi sử dụng các thực phẩm có protein cao, carbohydrate nhiều, mặn, ít chất béo, nhạt và thực phẩm khô sẽ ít gây buồn nôn hơn. Bạn cũng có thể chống buồn nôn trong những bữa ăn bằng cách tách riêng đồ ăn và đồ uống, tránh sử dụng đồ uống trong khi bạn đang ăn. 4. Làm dịu dạ dày với gừng. Nghiên cứu cho thấy rằng gừng có thể giúp giải quyết cơn đau dạ dày. Hãy thử trà gừng, ngậm gừng và một số chế phẩm khác của gừng như là ô mai gừng hoặc rượu gừng làm bằng gừng thật. Miếng ngậm có chứa gừng sẽ giúp giảm nôn nghén ngay tức thì và giảm cả ốm nghén. Điều này cũng rất có ích cho bà bầu bị ốm nghén. 5. Uống trà bạc hà. Một phương pháp giảm ốm nghén đơn giản nữa cho mẹ bầu đó là uống trà bạc hà hoặc có thể nhai kẹo bạc hà hay sử dụng tinh dầu bạc hà cũng giúp cho cổ họng và khứu giác dễ chịu hơn mà lại khá an toàn, loại bỏ đi mệt mỏi của mẹ bầu. Phương pháp giảm ốm nghén này có thể áp dụng mỗi ngày tại nhà để cải thiện tình trạng nghén ngẩm buồn nôn, nôn ói khó chịu của bà bầu, giúp kiểm soát tốt tình trạng ốm nghén khi mang thai. 6. Tránh mùi mạnh. Một trong những điều tốt nhất bạn có thể làm đó là tránh các tác nhân môi trường, đặc biệt là những mùi mạnh. Giữ khoảng cách tránh khói thuốc lá, nước hoa và bất cứ thứ mùi gì khác có ảnh hưởng đến bạn. Nếu bạn nấu ăn, hãy mở cửa sổ để giảm thiểu mùi thức ăn. 7. Sử dụng và bổ sung vitamin trước khi sinh. Sắt là một trong những chất không thể thiếu khi bổ sung cho bà bầu trước khi sinh. Tuy nhiên, sắt có thể làm triệu chứng buồn nôn của bà bầu nặng thêm. Vì vậy, mẹ hãy thử thay đổi thời gian uống vào trước khi đi ngủ thay vì vào buổi sáng khi đói bụng. 8. Bấm huyệt tay. Khoa học đã chứng minh rằng khi ta tác động lực đến cổ tay thì não sẽ giải phóng ra chất hóa học có tác dụng làm dịu đi cơn buồn nôn hay sự khó chịu về mùi. Và đây cũng là một mẹo để giảm ốm nghén. Tuy vậy, phương pháp này có nhược điểm lớn là cần sự giúp đỡ của các chuyên gia có kinh nghiệm để bấm chính xác huyệt để đạt kết quả tốt nhất mà các mẹ bầu không thể tự làm được. Bên cạnh những mẹo trên, thai phụ có thể giảm ốm nghén và hỗ trợ cho quá trình sinh em bé dễ dàng hơn bằng cách vận động nhẹ nhàng, vừa sức trong cả thai kỳ. Chúc các mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh.